Việt Nam lần thứ tư trải qua thời khắc cam go khốc liệt nhất do đại dịch Covid-19 bùng phát. Giờ đây, mọi thứ gần như được kiểm soát. Nhịp sống bình thường mới đã trở lại. Người dân đã chuyển sang trạng thái thích ứng, sống chung an toàn với đại dịch Covid-19. Vietravel cũng chính thức mở cửa và hoạt động trở lại từ tháng 10/2021 trên toàn quốc với thông điệp hành trình xanh, an tâm trải nghiệm. Với mục tiêu đảm bảo an toàn, Vietravel nghiêm túc áp dụng bộ tiêu chí an toàn của Bộ Y tế và ngành du lịch vào mỗi hành trình tour. Để đón chào một mùa xuân mới cùng một niềm tin, một hy vọng mới, Vietravel chính thức ra mắt chương trình khuyến mãi với thông điệp Du xuân bình an, Tết tràn hứng khởi. Chương trình diễn ra từ ngày 20/12/2021 đến 28/2/2022 cùng nhiều khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Giảm giá nhóm lên đến 200.000 đồng một khách, áp dụng cho khách hàng đã kích hoạt hội viên Vietravel Plus. Và giảm giá nhóm lên đến 150.000 đồng một khách dành cho khách hàng chưa kích hoạt hội viên Vietravel Plus. Ưu đãi khi thanh toán online thông qua website travel.com.vn hoặc app Vietravel lên đến 150.000 đồng một khách. Cơ hội nhận ngay một vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không Vietravel Airlines đi Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc khi khách hàng mua tour, đặt dịch vụ khách sạn và hoàn tất thanh toán trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi. Cũng trong dịp này, Vietravel phối hợp cùng đối tác Win Together và đối tác tài chính để mang lại nhiều ưu đãi thiết thực. Điển hình, du khách sẽ được hoàn đến 1 triệu đồng cho giao dịch từ 10 triệu trở lên khi thanh toán bằng thẻ của ngân hàng MSB. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 26 năm thành lập Vietravel, khách hàng đăng ký và thanh toán tour ngay ngày 20 tháng 12 sẽ được giảm 26% giá trị thanh toán. Bên cạnh các ưu đãi giảm giá, du khách còn được nhận nhiều quà tặng hấp dẫn. Cũng trong mùa xuân này, Vietravel giới thiệu đến quý khách hàng những đường tour trải nghiệm mới lạ, các gói dịch vụ nghỉ dưỡng bao gồm vé máy bay và khách sạn, resort cao cấp hay những tour caravan bằng xe tự lái đầy thú vị. Đặc biệt, công ty cũng xây dựng dòng tour nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf đẳng cấp theo yêu cầu. Ngoài ra, công ty còn chú trọng hướng đến các sản phẩm du lịch bền vững thông qua hành trình xanh Go Green và những trải nghiệm tuyệt vời với loại hình du lịch biking tour, tour bằng xe đạp, thỏa thích check-in tại các điểm iconic độc đáo của địa phương. Các sản phẩm đều được đảm bảo an toàn theo tiêu chí của Bộ Y tế và ngành du lịch, giúp khách hàng an tâm trải nghiệm tối đa. Còn chần chờ gì nữa, click ngay travel.com.vn hoặc gọi ngay đến hotline 1900 1839 để được tư vấn, sở hữu ngay cho mình và gia đình một chuyến hành trình du xuân bình an, Tết tràn hứng khởi.